Chào bác, tôi là Nghĩa từ luật sư X. Hôm nay thì có một cái sự kiện rất là nóng bỏng, đó chính là cái thần tượng, cái idol của giới trẻ, đó chính là Khá Bảnh có bị công an liên hệ bắt giữ ngay trong đêm ngày 1 tháng 4 với những cáo buộc và những chứng cứ có liên quan đến như là tội về đánh bạc này, tổ chức đánh bạc này, sử dụng trái phép chất ma túy này, hay là có liên quan đến tín dụng đen, vân vân. Thì với những tội danh này, nhiều bác sẽ đặt ra câu hỏi rằng là Khá Bảnh sẽ chịu mức án là bao nhiêu năm tù? Tất nhiên để biết chính xác rằng là mức độ nghiêm trọng hay là Khá Bảnh có liên quan đến những tội danh đó không thì chúng ta sẽ cần qua sự điều tra, kiểm tra của cơ quan chức năng để thu thập thông tin bằng chứng cứ có liên quan, chứ chúng ta không thể kết luận ẩu rằng là dựa trên những cái thông tin trên mạng để chúng ta có thể phán rằng là một người mắc những tội danh gì. Đó là công việc của tòa án. Do đó thì video này chỉ nhằm mục đích là tham khảo mà thôi. Tôi nghĩ rằng ở đây thì chắc không ai bất ngờ lắm khi mà Khá Bảnh thực hiện những hành vi có dấu hiệu của những tội danh nói trên. Bởi vì sao? Bởi vì Khá Bảnh cũng là một thanh niên có tiền án tiền sự, cũng đã vào tù ra tội rồi. Ngoài ra thì những hành động ngông cuồng ở trên mạng thì cũng thể hiện bản chất con người của anh ta. Tuy là tôi có thần tượng Khá Bảnh nhưng mà tôi không có sự ủng hộ đối với những hành động gần đây của anh ấy. Vậy quay lại chủ đề của video thì với những tội danh, với những cáo buộc nói trên, mà trong trường hợp là nếu thật sự Khá Bảnh có tội thật thì Khá Bảnh sẽ bị xử lý như thế nào về mặt pháp lý? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tội là sử dụng trái phép chất ma túy đi. Đây là tội khá phổ biến, đặc biệt là những thanh niên ba sàn thì hay mắc vào những tội này. Thực ra nói tội thì cũng không phải, bởi vì sử dụng trái phép chất ma túy chỉ bị xử phạt hành chính mà thôi. Hãy nhớ rằng là sử dụng thì chỉ bị xử phạt hành chính, và mức xử phạt ở đây là quy định tại điều 21 của nghị định 167/2013 nghị định chính phủ. Theo đó thì mức xử phạt là từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tức là chúng ta chỉ bị phạt tiền mà thôi. Cùng lắm là sẽ được sử dụng cái biện pháp là đưa vào trại cai nghiện từ 12 đến 24 tháng, tùy mức độ nghiêm trọng. Ở đây thì tất nhiên tôi đang nói là chúng ta sử dụng, chỉ sử dụng mà thôi. Còn trong trường hợp mà chúng ta mua bán, chúng ta tàng trữ, chúng ta vận chuyển trái phép chất ma túy thì nó lại là một phạm trù khác. Và với những tội danh này thì chúng ta sẽ bị xử lý hình sự. Thường là với người nào sử dụng thì thường đi kèm với mua bán hoặc tàng trữ. Những mức tội danh nói trên thì các bác có thể tham khảo bài viết của tôi dưới phần mô tả video để rõ hơn. Tiếp theo thì tôi muốn chuyển sang, đó chính là tội đánh bạc. Đánh bạc ở đây thì như các bác biết là được quy định trong pháp luật hình sự, khi mà người thực hiện hành vi đánh bạc mà được thua từ giá trị là 5 triệu trở lên thì sẽ bị đủ yếu tố cấu thành để khởi tố hình sự. Tuy nhiên có một số trường hợp thì không cần được thua 5 triệu, mà ví dụ là đã bị xử phạt hành chính với tội danh này rồi thì cũng không cần liên quan đến giá trị nữa. Mức xử phạt với tội đánh bạc thì có thể cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng 3 năm. Mức cao hơn thì phụ thuộc vào giá trị tài sản được thua, tức là khi mà trên 50 triệu đồng, phải tôi cũng nhớ mang máng, thì mức xử phạt sẽ là đến 7 năm tù. Đánh bạc là một chuyện, tuy nhiên lại tổ chức đánh bạc, tức là lôi kéo người khác để tham gia đánh bạc cùng để thu lợi bất chính thì nó còn nặng hơn nữa. Tội tổ chức đánh bạc thì được quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, và tội đánh bạc thì được quy định tại điều 321. Các bác hãy nhớ cái điều này. Với việc tổ chức đánh bạc thì mức xử phạt nhẹ nhất là có thể bị phạt tiền tội đến 3 triệu, hoặc là bị phạt tù đến tức là mức thấp nhất thì là khoảng 5 tù. Còn ở mức độ cao hơn, cái vi phạm nặng hơn, thu lợi bất chính nhiều hơn thì mức xử phạt có thể lên tới là từ 5 đến 10 năm tù. Như đã nói thì Khá Bảnh không chỉ có những vậy, mà Khá Bảnh còn liên quan đến tín dụng đen, tức là cho vay nặng lãi. Mức lãi suất mà pháp luật quy định chỉ được phép là tối đa 20% một năm. Việc cho vay nặng lãi mà có đủ yếu tố cấu thành về hình sự, tức là vay gấp 5 lần cái lãi suất cơ bản này, có nghĩa là khoảng là 100% trên một năm. Thường thì những đối tượng vay nặng lãi, cái mức 100% một năm thì nó gọi là thấp so với vay nặng lãi, nhưng mà lại đủ yếu tố cấu thành để khởi tố hình sự rồi. Vậy thì tội cho vay nặng lãi thì sẽ được quy định như thế nào? Tội cho vay nặng lãi thì được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó là người nào thực hiện hành vi mà cho vay với mức lãi suất cao gấp 5 lần mức lãi suất mà bộ luật dân sự có quy định, tức là 20% một năm, thì
sẽ bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là cao hơn là có thể phạt tù đến 3 năm. Ngoài ra, khá bảnh cũng từng nhận rằng là mình có liên quan đến việc là ôm lô, ôm bóng hoặc là thực hiện đánh lô đề. Những hành vi này thì cũng sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật. Việc đánh lô đề thì được coi là đánh bạc hoặc là tổ chức đánh bạc. Do đó thì tôi cũng đã nói ở trên rằng những điều khoản quy định, tức là điều 321 và 322. Ngoài ra, với cái mức độ mà thiếu nghiêm trọng hơn một chút thì việc ôm lô có thể là bị xử phạt hành chính thêm là từ 10 đến 20 triệu đồng. Như vậy thì tổng hợp phạt của khá bảnh thì nếu mà như những gì mà cáo buộc có nêu ra, bằng chứng chứng cứ gây bất lợi cho khá bảnh thì khá bảnh có thể đi khoảng là 10 niên. Ngoài ra thì phạt tiền có thể lên đến 300 triệu đồng. Như vậy mức xử phạt là khá lớn. Dưới góc độ là một fanboy thì tôi luôn mong khá bảnh được bình an và vô sự trong cái sự kiện này. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bác có hình dung rõ hơn về sự kiện nói trên. Nếu có những băn khoăn thắc mắc khác thì các bác có thể comment phía dưới. Hãy nhớ rằng chúng tôi là đơn vị cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh tụng và những vấn đề về pháp lý cho doanh nghiệp như là thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, đầu tư v.v. Thì các bác có thể liên hệ dưới phần mô tả video. Hãy like, share, subscribe kênh và ấn thông báo để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.